Anh nồi bếp ngon. Rồi, ngon hả? Vậy ngon. Chứ giờ nghĩ mà sao lại vậy? Tại thường em thích đàn ông cũng được. Màu trắng hả? Dạ. Yeah. Trời em thích dữ vậy hả? Có hai bạn của người ta đúng không? Cái bạn áo trắng đó chị. Ờ, đẹp không gian. Chắc là con tim này làm sao quyết định đây? Ê, em còn có một thôi nha. Rồi suy nghĩ. Vậy là em đang phân vân giữa hai bạn áo trắng. Dạ. Hai người đàn ông áo trắng. Dạ. Rồi suy nghĩ đi. Đậu bếp đi ha. Vậy đứng đây đi, đứng đây núp, núp đây được rồi. Núp đây. Chị đi giới thiệu nha. Cái hội cuối cùng. Ôi, đẹp trai. 3, 2, 1. Em quay chương trình gì em? Dạ. Chị mượn nhân vật xíu được không? Chị mượn ảnh hả? Ừ. Chị mượn lâu không? Nói chuyện xíu thì chị thích thì chị giữ lâu chứ sao. Chị, ủa anh có cho mượn không kìa? Anh có cho mượn không kìa? Tại này mượn xíu rồi. Cho mượn ảnh xíu, nói chuyện xíu. Ảnh nào chị? Anh đầu bếp đẹp trai nè. Anh đầu bếp đẹp trai hả? À. Dạ, thì giờ phải em đang ảnh đang quay chương trình của em thì em ok không thì chị mới vô nói chuyện. Dạ dạ dạ. 1, 2, 3, 4. Hiện tại là sau 3 phút thì các bạn có thể thấy được là cái phần shop của chúng ta đã cô đặt. Em, anh Long đang bận cho chị hỏi một câu ha. Em có người yêu chưa? À, em có bạn trai rồi. Em có bạn trai rồi. À, rồi, cảm ơn em, để làm việc tí đi. Rồi, rồi. À, đẹp trai còn nấu ăn ngon. Em chào anh. Xin chào bạn. Dạ, em xin được hỏi là anh còn độc thân không? Thật ra thì Long... đã có lập gia đình rồi và cũng đã có hai con gái rất là kháu khỉnh. Tuy nhiên là cũng không được may mắn trọn vẹn lắm trong tình yêu, cho nên là bây giờ Long vẫn độc thân. Wow, cha. Dạ anh, tại vì em xin giới thiệu, em là MC của một chương trình mai mối. À. Thì đã có một cô bé đứng nhìn anh từ xa và rất là thích nên mới cử em vô đây để làm quen. Thì anh có đồng ý tham gia vào chương trình mai mối đó không? Trước khi anh trả lời thì em xin giới thiệu một tí xíu. À, đây là những món đồ vật mà bạn trang sức ở trên người. Như anh thấy là một cô gái mà đeo dây chuỗi ngọc trai. Đó. Bông tai thì khá là cá tính nên mà cái này là một bên tai thôi, còn bên tai còn lại là 5 chiếc. Còn cái đây là cái ốp điện thoại mà bạn ấy tự thiết kế thêm, đính đá đính hộp thêm. Đây là một xíu về bạn ấy. Còn có Facebook nữa. Dạ đây. Thì anh có đồng ý tham gia chương trình này khoảng 10 phút thì em sẽ mời bạn ra để trò chuyện với anh. Tại vì thật ra thì nếu mà ngay từ đầu cô bé ấy chưa đến đây á thì Long có lẽ là đã từ chối rồi, tại vì Long đang khá là dai dở với lại cái việc nấu ăn của mình. Tuy nhiên mà nãy giờ nghe nói là cô ấy cũng đã thập thò bên ngoài và nhìn vào bên trong thì chắc chắn là Long không thể để cô ấy thất vọng được. Dạ, rất là lịch sự luôn. Dạ. Vậy em làm nhiệm vụ của em lại mời vô nha. Dạ, cảm ơn anh. Gì vậy bà nội? Gì? Sợ vậy? Rồi dạ, trước tiên là đeo cái bông tai này vô. À, đeo dây chuyền vô. Làm sao cho phục sức đẹp đẽ lên chuẩn bị đi gặp nhà trai. Nào. Đẹp đẽ lên, hết sức nha, đi gặp nhà trai. Thì anh ấy độc thân. Nhưng mà anh đã ly dị. Ok. Em không có vấn đề gì hết. Em có còn. Phải còn riêng. Ok. Vậy giờ bây giờ mình chuẩn bị vô nha. Đứng vô đó cười ha 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 nha cô. Con gái lên. Rồi. Bình tĩnh chưa? Dạ. Em xin giới thiệu với anh Steven Long. Dạ. Dạ. Dạ, bên tay trái của anh là cô gái tên là Dương. Mà cái tên rất là đặc biệt, Chiêu Dương. Liêu Dương. Em chào Liêu Dương nha. Dạ, em chào anh. Khoan. Dạ. Nhưng mà em có bịt mắt không Dương? Dạ có.
Ủa? Bây giờ hai bạn, anh và em đang ngồi xa nhau, hơi bị xa nhau. Giờ mình có muốn gần lại để cảm nhận được dòng điện chạy qua chạy lại không? Đó, bạn Dương là đã nhìn thấy anh Long rồi, mà anh Long thì chưa có thấy hết bạn Dương. Mà đối với người phụ nữ thì anh thích bộ phận nào nhất? Để là... ấn tượng với anh nhất. Thật ra là Long không có khái niệm chỗ nào đẹp nhất. Tại vì đôi khi mình nhìn vô người phụ nữ thì là nhìn vô cái là tự nhiên nó có một cái thiện cảm, cả một cái hình dáng đó làm cho mình thích thôi. Tuy nhiên là nếu mà nói thích nhất thì vẫn thích nhất là đôi mắt. Thích nhất là đôi mắt. Đôi mắt của cả hai bây giờ là đang che qua một cái bịt mắt. Cả hai cũng có thể để với một khoảng cách gần. Nói chung là không có gì vượt quá giới hạn hết. Nhưng mình cảm được với nhau rồi không? Rồi Dương Dương, bạn đồng ý bạn quay qua rồi kìa Long. Tại vì mình là người đàn ông, mình chủ động cái khoảng cách tốt hơn á. Anh có thể dịnh nhẹ lên cái lưng của bạn á để anh canh được cái đó, gần như thế mức độ nào đó. Chưa gần lắm, chưa xích lại xíu, xích lại miếng, từ từ nha. Trời bé sao run dữ vậy. từ khúc dây đang lãng mạn, nhạc đang lên. Dạ rồi, quay mặt qua đây. Dạ rồi. Miko sẽ từ từ rút ra này. Hai anh chị cứ giao lưu mắt và tìm hiểu nhau trong vòng 10 phút nha. Rồi có thể cởi mặt nạ ra. Dạ xin mời. Cho em xin mắt kiếm chị. Chị em chào anh. Em chào anh. Dạ em tên là Dương. Dạ hồi nãy là chị có vô hỏi anh, xong rồi chị có ra ngoài chị hỏi em lại là anh đã từng qua một gọi là có hai bé, thì anh có thể chia sẻ thêm về điều đó không? Thực ra thì đây là lần đầu tiên mà anh rơi vào cái trường hợp này, là anh chia sẻ một cái chuyện cá nhân của anh và với một người mới quen biết. Anh thì cũng đã trải qua và cũng đã có hai bé. Nói chung là có thể là thứ nhất là duyên nó chưa đủ không? Hay là thứ hai là có thể là đôi khi là anh quá vụng về trong cái việc giống như anh có thể giỏi trong cái việc này, nhưng mà khi mà cái là một người chồng hay là một người cha thì anh cũng chưa được hoàn hảo cho lắm, cho nên là anh cũng chưa được trọn vẹn về cái phần đó. Hai bé là cỡ mấy tuổi hả? Bé lớn là 9 tuổi và bé sau này thì cũng gần 5 tuổi. Thế mạnh của mình là gì? Em giỏi con nít, với lại em hay làm mấy cái đồ thủ công á chị. À vậy là tại em cũng có em trai em gái, thì em trai em cũng 5 tuổi, bé gái em cũng 9-10 tuổi. À, là em là chị cả. Dạ. Anh cũng là chị cả. Em quên là anh cả rồi, chết. Và anh cũng là anh cả. Dạ. Hiện tại là em đang làm công việc gì hay là vẫn còn đi học? Em học bên Canada, thì em về Việt Nam hồi tháng 10 là để ăn Tết. Thì em đang học giáo viên mầm non ở bển. Trời. Thì anh cũng đi nhiều, nhưng mà Canada thì anh cũng chưa đi. Tại vì cũng nghe là Canada khá là lạnh thì phải. Dạ. Khí hậu cũng hơi khắc nghiệt. Lạnh lắm mình. Nhưng chịu không nổi phải trốn về. 22 tuổi là con tuổi gì em? Dặn châu. Là sinh mấy? Dạ 97. 97 hả? Dạ 97. Anh sinh... Anh sinh 87. À. Là tuổi mèo. À dạ. Còn gì nữa không? Em có hỏi anh nha. Từ từ hồi nãy em tính hỏi cái gì mà em quên mất rồi. Cái mẫu người của anh là như thế nào? Thật ra là giống như hồi nãy là anh cũng chia sẻ là về cái khi mà nhìn vào là anh hầu như cũng có một cái khái niệm là phải chọn một người phụ nữ là giống như là như thế nào cả, mà chỉ khi mà mình vào mình nhìn vào mình có cái thiện cảm ban đầu, cho nên là anh vẫn thích những đôi mắt. Khi nhìn em khi mới mở ra thì sao ta, có một cái gì đó là khó diễn tả. Thì các bạn là khi em có một cái nét gì đó rất là hiền, điều đó có thể là rất là phù hợp với lại cái ngành nghề mà em đang theo chọn. Và anh nghĩ là giáo viên mầm non thì chắc chắn là một người rất là yêu trẻ con, cũng rất là nhẹ nhàng. Gì nữa không? Điều gì ở một người bạn hoặc là người có thể là người phụ nữ nói chung mà anh không thích? Giống như là thì thật ra là
anh nghĩ ai cũng vậy, là điều không thích là rõ ràng trong tình cảm thì cái gì nó cũng phải là chân thật với nhau, và phải anh thì không giỏi, là một người không giỏi chia sẻ, và anh cũng đã từng vấp ngã về vấn đề đó, là cũng chính vì là anh là người không giỏi chia sẻ, cho nên là anh sau này thì anh mới nghĩ là giữa hai người với nhau là nhau thì cái vấn đề đầu tiên là phải biết chia sẻ với nhau, cái hai là chân thật, và quan trọng nhất là cái sự dung thủy của đôi bên. Còn không biết em thì như thế nào? Em hả? Sao em thấy em chỉ nghĩ là cái mà em không thích nhất là em sợ người cọc á, anh cọc tính á, thì ý là con người thì vẫn sẽ có những lúc giận dữ đúng không, ví dụ mình có những cái mâu thuẫn á, nhưng mà ý là lúc mà đang lửa đang lên thì mình có thể mình im lặng mình ra chỗ khác, hay là mình từ từ khi nào thì mình xuống, chứ không có phải là nói ra những cái mà mình không có rút lại được. Thì hồi đó em bị nên giờ em sợ. Dạ. Em đã quay trở lại. Trước khi đến giây phút quyết định thì cho em hỏi cảm xúc của anh Long giờ sao? Nói chung là Long thì trước giờ cũng giản dị lắm, giản dị trong rất là nhiều việc, ví dụ như là đặc biệt là đối với lại cái việc là trước ống kính quay hoặc là đi biểu diễn đúng không, nhưng mà lần đầu tiên khi mà được gặp cái trường hợp này cũng có chút xíu bối rối và em thấy có dạ bây giờ thì trước khi đến phần quan trọng, dạ cả hai có muốn nắm tay nhau cái không? Suy nghĩ vậy. Rồi, bây giờ làm. Là sao? Nắm tay. Tên gì em tin vậy nè, em nói là gì? Liêu Dương. Trời ơi, nãy giờ nói chuyện quá trời mà chưa biết cái tên. Tên 5 chữ là tên nè. Nói dạ. Đầy đủ họ tên. Dạ, Nguyễn Lê Đường Liêu Dương. Nguyễn Lê Đường Liêu Dương. Nội cái tên là thấy rất liên quan tới đầu bếp luôn. Được. Rồi đó. Em thấy rất hợp luôn. Dạ anh hỏi bé đi. Hỏi có cho nắm tay không? Em nghĩ là nắm tay nó hơi gượng, anh cũng thấy nó gượng đúng không? Dạ em muốn gì? Thì giống như là anh cũng đi nước ngoài về nhiều, em cũng đi nước ngoài về thì dạ thường anh sẽ ôm như vậy. Nó sẽ đỡ gượng hơn là nắm tay. Bởi vậy tôi Việt Nam, tôi đâu có theo được mấy người. Nên mấy người đó muốn làm gì làm đi. Trời ơi. Mới sợ. Ôi gì mà khoảng cách dữ. Ủa thì ghét quá. Dạ thôi bây giờ em hỏi đây là lúc quan trọng, mời hai người ngồi quay lưng lại với nhau. Quay lưng lại. Dạ. Bây giờ trong 3 tiếng đếm, xin mời anh Long và em Dương suy nghĩ là có muốn lấy cái hoa hồng từ tay của Miko Lan Trinh không. Nếu lấy hoa hồng có nghĩa là mong muốn sẽ có thêm cơ hội để tìm hiểu đối phương, thì mình cầm hoa hồng đó thì mình hỏi ý đối phương. Nếu như mà người còn lại cũng nhận hoa hồng thì có nghĩa là chương trình thành công. Còn nếu không đồng ý thì coi như là chỉ có một hướng mà thôi. Vậy thì bông hoa hồng này hoàn toàn có thể lấy được từ anh Long hoặc là từ em luôn Dương à. Hãy suy nghĩ thật là kỹ coi như là mình muốn tìm hiểu nhau hay không nha. 5 tiếng đếm cho suy nghĩ dài nha. 4. Bang. Anh giật sao tự nhiên anh quay lại anh giật vậy luôn á. Dạ. Chứ anh muốn thì sao? Anh muốn thì sao? Em ơi cái tay kia của em đâu rồi? Dạ. Tay này của em đâu rồi? Dạ tay này nè. Ôi. Wow. À. Khán giả ơi nắm tay phía sau nha anh khán giả. Lấy cái mà anh nhịp nhịp cái lại em với anh cùng lấy nha. À. Sao anh biết ý của bé hay vậy? Khán giả ơi tôi tức quá, MC coi như là ngoài tầm kiểm soát luôn, coi như là nhân vật tự nắm tay nhau ở phía sau lưng. Ok vậy thôi 5, 4, 3, 2, 1. Có ai lấy hoa không? Wow. Nhưng mà bây giờ phải là người nào hỏi người nào? Là sẽ hỏi nhau gì? Dạ hỏi muốn hẹn hò cùng với mình không? Thầy Dương. Dạ. Làm đi.
chủ động là con gái chủ động. Thì à, quay qua nói ảnh đi. Thì nãy giờ vậy đó, thì anh có anh có muốn là tìm hiểu thêm hơn về em không? Em nghĩ là chắc chắn là qua cái hành động vừa rồi thì là nó cũng là thay cho cái câu trả lời của anh rồi. Và quan trọng hơn nữa là em cũng là cái người cũng đã đặt tay vào bông, thì anh nghĩ là tại sao mình không cho nhau thử một cái cơ hội để tìm hiểu thôi. Lấy hoa, phải lấy hoa. Lấy hoa hả? Dạ, cầm hoa đi anh. Bé trao cho anh mà. À. Ờ. Thì